Minh Thúy xin kính chào quý vị. Cô Giang và Nguyễn Thái Học là biểu tượng của sự gặp gỡ giữa hai nhà yêu nước đã cùng sức và chung cả một cuộc đời để đưa Việt Nam thoát khỏi chế độ thuộc địa. Hai người đều là những thành viên hoạt động sôi nổi và ảnh hưởng lớn trong Việt Nam quốc dân đảng, mà đều chết một cách bi thương. Dưới hai hoàn cảnh khác nhau, vào tháng 6 năm 1930, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy có quá ít những gì viết về Nguyễn Thị Giang, còn được gọi là cô Giang. Từ trước cho đến nay, mặc dù những đóng góp và vai trò của bà trong Việt Nam quốc dân đảng vô cùng quan trọng và to lớn. Nhân tưởng niệm 89 năm ngày cô Giang tuẩn tiết vào ngày 18 tháng 6 năm 1930, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết về người liệt nữ anh hùng, trung trinh tiết liệt, xã thân vì đại nghĩa, làm rạng ngời khí phách của người phụ nữ Việt Nam qua bài viết do Hảo Linh biên dịch của giáo sư dạy về lịch sử Việt Nam ở Đại học Ottawa, Canada, bà Miss Lynn Kính thưa quý vị, cô Giang sinh vào năm 1906 tại thị xã Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. Cô Giang cùng với người em là Nguyễn Thị Bắc, tức là cô Bắc, được nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu, tức Sứ Nhu, nhiều dắt rồi kết nạp vào tổ chức. Cô Giang gặp Nguyễn Thái Học khi mới 22 tuổi. Khi ông Mời Bà và Cô Bắc gia nhập vào Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng ngay sau đó, đảng nhận thấy tài trí và khả năng hơn người của cô Giang nên giao cho bà những trọng trách quan trọng hơn. Một trong những vai trò quan trọng của cô Giang là làm người tuyên truyền cho đảng. Trong vai trò này, bà đi khắp nơi thông báo với những thành viên mới gia nhập về sứ mệnh và công việc của Việt Nam Quốc dân Đảng. Bà cũng phát biểu về chiến lược chính trị, về đấu tranh cho những người dân nhiều bích chương truyền đơn phổ biến bởi bộ phận tuyên truyền của đảng là do bà tự biết với việc tham gia vào những hoạt động tuyên truyền và vận binh cô giang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm bởi vì trong thời pháp thuộc những nhóm người dám nói lên những vấn đề về chính trị giành độc lập phải đối mặt với tội tù lao động khổ sai hoặc là lưu đày cô giang vốn bị cảnh sát biết rõ mặt những chuyến đi của bà đòi hỏi bà phải cải trang và dùng nhiều giấy tờ chứng minh giả Bất chấp nguy hiểm, cô Giang tiếp tục công việc truyền thông và tuyên truyền cũng như cô Bắc là người hay đi cùng với bà. Ngay khi có được niềm tin của Nguyễn Thái Học, cô Giang được giao những thông tin mật của Đảng và chuyển sang làm nhiệm vụ của một cán bộ liên lạc. Vai trò của bà là bảo đảm thông tin liên lạc trong mạng lưới giữa các thành viên và các đơn vị của Đảng được an toàn. Truyền đi những thông tin quan trọng liên quan tới hành động của các căn cứ trong sách viết về Việt Nam Quốc dân Đảng. Hoàng Văn Đào viết về công việc liên lạc của cô Giang. Khi Nguyễn Thái Học cải trang và ẩn náu ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Phú Thọ, rừng núi hiểm trở càng khiến cho việc đi lại thêm khó khăn và nguy hiểm, bà vẫn luôn mang đến cho ông những tin tức và truyền đi những chỉ thị của ông cho các cơ sở địa phương của Đảng. Báo cáo của Louis Mori về khởi nghĩa Yên Bái tiết lộ rằng khi Nguyễn Thái Học bị bắt và giam ở nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội vào tháng 2 năm 1930, cô Giang vẫn đóng vai trò liên lạc viên giữa ông và Lê Hữu Cảnh, người thay thế Nguyễn Thái Học lãnh đạo đảng. Hoàng Văn Đào cho rằng lúc đó cô Giang là cố vấn chính của Việt Nam quốc dân đảng. Sự cống hiến và tầm quan trọng của cô Giang với đảng được Louis Marie khẳng định bà là một liên lạc viên kiên cường, gan dạ. Bởi vì cô Giang đã giúp cho tổ chức này tiếp tục hoạt động, mặc dù bị đàn áp dữ dội bởi chính quyền thực dân và mặc dù những thủ lãnh của việt nam quốc dân đảng bị bắt công việc liên lạc vô cùng khó khăn và nguy hiểm đối với cô giang bà di chuyển liên tục thường hóa trang để cảnh sát không thể nhận diện sở mật thám ý thức được công việc của bà và thậm chí còn phổ biến và mô tả về bề ngoài của bà cho tất cả các mật vụ của họ công việc của bà còn giúp cho cả những đảng viên khác khi cảnh sát đàn áp và săn tìm những người theo khởi nghĩa yên bái, bà đã giúp cho những người đồng đội của mình trốn thoát và ẩn nấp nơi an toàn. Một thành tựu khác ít được người biết đến của cô Giang, đó là lên kế hoạch và tổ chức khởi nghĩa, vũ trang chống lại chế độ thuộc địa và những kẻ phản bội Việt Nam quốc dân đảng. Theo những tài liệu tìm được trong kho lưu trữ tại Trung tâm Văn khố x Provence của Pháp quốc vào năm 1929, một trong số sáu người bị bắt và bị buộc tội là đặt bom, đã khai với cảnh sát rằng chính cô Giang là người hướng dẫn chế tạo và đặt những quả bom này. Lê Văn Cảnh là một thành viên của Việt Nam Quốc dân Đảng đã bị bắt và tiết lộ rằng chỉ thị của cô Giang cũng kêu gọi nỗ lực tiếp tục chiêu mộ thêm những thành viên ám sát càng nhiều, những kẻ thù của đảng càng tốt. Đầu năm 1930 vào ngày khởi nghĩa thì cô Giang đã có mặt tại Yên Bái để tiến hành nhiệm vụ của mình mang theo toán quân đến một nơi an toàn trong núi. Trong khi đó thì cô Bác cùng với những người khác cải trang làm người buôn bán nhưng thật sự là vận chuyển vũ khí từ Phú Thọ đến Yên Bái. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái mau chóng bị thất bại. Nguyễn Thái Học cùng với nhiều đồng chí nòng cốt của ông trong số đó có cả cô Bác đều bị bắt giữ. Cô Giang đã nghĩ đến kế hoạch táo bạo là tấn công nhà tù Hỏa Lò Hà Nội để giải thoát cho Nguyễn Thái Học và những người khác nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì ngày 16 tháng 6 năm 1930, cô Giang nghe tin nhà cầm quyền Pháp đã đưa Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông từ Hà Nội lên Yên Bái để xử chém vào ngày hôm sau, tức là ngày 17 tháng 6 năm 1930. Mặc dù nguy hiểm, cô Giang vẫn tìm đường đến được Yên Bái, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa và là nơi sẽ diễn ra cuộc hành quyết của ông Nguyễn Thái Học. Bà trà trộn vào đám đông ở Pháp Trường, chờ để chứng kiến cuộc hành hình một lần nữa cô giang vẫn không hề bị phát hiện trước sự hiện diện của rất nhiều nhân viên cảnh sát hai ngày sau khi nguyễn thái học bị hành hình tại làng thổ tang nơi quê nhà của nguyễn thái học những người qua lại bắt gặp thi thể của một phụ nữ trẻ trong tan phục nằm trên đồng ruộng chết vì vết thương do súng bắn họ biết được đó là cô giang bởi họ tìm thấy hai lá thư được ký tên trong quần áo của bà trong những bức thư của mình cô giang giải thích lý do bà quyên sinh một lá thư nói về nỗi đau khổ của bà sau cuộc hành quyết của Nguyễn Thái Học, diễn tả mong muốn của bà được theo chồng dưới suối vàng. Để theo chồng, bà đã dùng khẩu súng lục của Nguyễn Thái Học mà bà đã từng yêu cầu ông đưa cho bà để khi ông bị giết, bà có thể dùng nó để kết liễu đời mình. Bức thư thứ hai được gửi đến cha mẹ của Nguyễn Thái Học. Thưa thầy mẹ, con chết là vì hoàn cảnh bó buộc con, không báo được thù nhà, rửa được nhục nước sau khi đem tấm lòng trinh bạch dâng cho chồng con ở Đình Hùng, giờ con tìm về chỗ quê cha đất tổ, mượn phát súng này mà kết liễu đời con. Đứa con dâu bất hiếu kính lại Nguyễn Thị Giang. Đọc lại dòng lịch sử của cô Giang không ai là không khâm phục tấm lòng yêu nước và sự can đảm của bà. Cô Giang đã tự nguyện dâng hiến máu xương của mình để giành độc lập cho đất nước. Để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ liệt nữ anh hùng cô Giang, và nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam tại hải ngoại nói chung và vùng hoa thịnh đốn nói riêng. Phòng đọc sách Cô Giang sẽ được thành lập tại 6329 Arlington Boulevard, Suite A, Fortress, Virginia 22044 để tạo nguồn tài chính cho sinh hoạt và thành lập phòng đọc sách Cô Giang. Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý hội đoàn hưởng ứng, giúp đỡ, phổ biến và tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019. Giá vé ủng hộ là 35 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301 529 5603, Võ Thành Nhân 301 257 8496, Nguyễn Gia Hân 703 568 0587, Đào Trường Phúc 703 863 2446 Đào Hiếu Thảo 703 508 3086 Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.